15 năm làm nghề thì vậy Thư trả lời cho bạn, 15 năm làm nghề cái gọi là Thư đủ chưa? Đủ để quen biết tất cả các anh chị em nghệ sĩ chưa? Thư không phải là nghệ sĩ mới lên, Thư không phải là nghệ sĩ trẻ, chẳng qua là Thư nổi chậm hơn các bạn của Thư thôi. Không phải là Thư không phải là nghệ sĩ trẻ mà chỉ chẳng qua là Thư trẻ lâu thôi. Hay quá chị ơi. Tôi ra ngoài nghe, tôi ra ngoài, tôi thấy tôi thừa đó mọi người. Không, chứ chuyện bí mật là em tâm sự với anh, đâu nói vả đâu, đúng không? Thì 15 năm Thư làm nghề thì câu trả lời như thế là đủ cho bạn thỏa mãn cái điều là tại sao Thư đi đâu, Thư có thể gọi là Thư thấy sao mất quan làm họ chưa? Thực sự trong showbiz này ai thì cũng quen,